Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Hiển Máy Cày. Trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái vấn đề mà rất là nhiều người quan tâm khi mà chúng ta chuẩn bị mua một cái máy. Nhưng mà cái chia sẻ này nó sẽ mang tính là cá nhân khi mà giải quyết một cái vấn đề. Tại vì hiện tại có rất là nhiều người, người ta đi mua máy nhưng mà những người đó không phải là người trong nghề, người ta là nông dân hoặc là người ta là những cái người chủ của một trang trại, nông trại như thế nào đó mà người ta không biết mua máy gì. Thường nhiều người nhắn tin hỏi tôi là tôi muốn mua máy cày thì mua máy gì. Và một số người quen người ở nhà người ta sẽ hỏi là tao cũng muốn mua máy cày, bây giờ mua máy gì. Để giải quyết cái câu hỏi này, tôi sẽ có câu trả lời như thế này. Để chuẩn bị mua một chiếc máy cày thì mọi người, thứ nhất đầu tiên là phải xác định được cái tài chính của mình là bao nhiêu, và cái thứ hai đó là cái nhu cầu của mình là như thế nào. Ví dụ tài chính thì khoảng 130, 150, 200 gì đi. Còn cái nhu cầu á thì là sử dụng mục đích chạy gia đình 5 mẫu, 10 mẫu hay là chạy cả một cái nông trại như thế nào đó. Cái thứ hai á là mình chạy cái dịch vụ, chạy dịch vụ tức là mình chạy đồng, chạy sới cho bà con nông dân, chạy cài trục các thứ mà 2-3 chiếc á, thì mình sẽ nên sắm những cái loại máy như thế nào. Cái tiếp theo á chính là cái vùng đất của mọi người. Có nghĩa là những vùng lầy thì xài máy cái trọng lượng nó khác, những cái vùng mà cao xài máy trọng lượng nó khác. Những vùng đất dạng như gọi là ở đâu ta, ruộng bậc thang ở trên miền Bắc á thì cái trọng lượng nó khác và cái kích cỡ máy nó khác. Còn ở những vùng đồng bằng sông Cửu Long giống như ở đây, cái đồng ngoài sau này, đồng ngoài trước này á, thì cái trọng lượng máy nó sẽ khác nữa. Trọng lượng máy ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này sẽ là những loại này là chủ yếu. Những loại này là khoảng 2 tấn 1 10 kg, 2 tấn 1 2 tấn 2, Kubota 640, Sunday 530 các kiểu, phải có những loại nhỏ hơn nữa. Khi mà ra những vùng ngoài giống như ngoài ruộng bậc thang ở ngoài kia nữa thì những dòng của thằng Kubota như là nói chung là hai máy đó, nhưng mà nhớ là hai máy đó, 22 đến 24 mã lực đó, mà quên rồi. Đó là những cái chia sẻ về cái nhu cầu khi mà mình muốn mua một cái loại máy nào đó. Tiếp theo khi mà xác định cái nhu cầu xong thì mình cũng nên học cái cách mà để đánh giá một cái máy, để đi mua một cái máy. Mọi người nên mua một cái máy cũ hay là mua cái máy mới cũng tùy thuộc vào kinh tế gia đình của mình. Khi mà cái kinh tế nó ổn định, nó dư giả thì mình có thể mua một cái máy mới. Nhưng mà về mặt gia đình á thì không nên sử dụng một cái chiếc máy mới, tại vì nó sẽ nhốt cái vốn mình trong đó. Còn nếu mà dư giả quá thì cũng sử dụng được những cái máy như thế này á, gọi là máy đã qua sử dụng của người nông dân. Người ta sẽ thay đổi tùy theo cái mục đích sử dụng. Và nói luôn thì khi mà xem những cái máy cũ như thế này thì chúng ta nên xem từ đầu tới đuôi. Thứ nhất là xem những cái phần vỏ nè, phần vỏ, phần ngoại thất, phần động cơ, rồi đến phần bên này động cơ, xem rồi đến âm thanh động cơ xong các kiểu, rồi mình đến xem đây là cái vị trí phần bơm, bên kia là con heo dầu, bên kia heo dầu, thì mình xem những vị trí dầu nó có rỉ hay không, người ta đã rã máy hay chưa. Còn phía trong này thì nó cũng là nội thất, xem cái máy nó có khô hay không. Máy nó khô thì bớt lo thêm một chút xíu, còn máy mà nó nhớt nhau đi đến đâu thì nhớt đến đó thì rất là lo. Cái tiếp tục thì mọi người đây, khi mà đến một cái máy cũ thường thì cái giá của nó sẽ đi đồng với cái ngoại thất cũng như là cái máy. Nhưng mà những cái này nè, những cái vỏ này là cái này người ta đã thay rồi nè. Những cái vỏ này ngoài thị trường cũng từ 20-20 mấy triệu. Khi mà đã thay rồi, khi mà người ta đưa ra một cái giá thì mọi người nhớ chú ý cân nhắc là khi mà mình thay cái vỏ này bao nhiêu, để mình trừ xuống, mình tính cái giá của cái máy xem nó có hợp lý hay không. Thì xe máy thì mình cũng đi lòng vòng trước sau các kiểu, nhưng mà chú ý là xem động cơ xong. Khi mình xem động cơ xong đúng không? Mình xem động cơ xong rồi mình lên mình lái thử xem qua lăng nó như thế nào. Rồi mình kiểm tra, mình test cái bơm thủy lực. Cái bơm thủy lực thì mình test bằng cách ở đây nó có, nếu mà có gắn dàn sới thì càng tốt. Có gắn dàn sới thì mình có thể test được hai cái. Thứ nhất là bơm thủy lực hoạt động tốt không, và thứ hai là phải test cái BTO này. Đa số cái vùng miền Tây này, từ Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An các kiểu là người ta sẽ kiểm tra cái BTO, cái đuôi chuột này, xem là nó có hoạt động tốt hay không. Tại vì nhiều vùng người ta không sử dụng, có thể người ta sẽ tháo ra cái bố sới luôn. Tháo cái bố sới ra, khi mà mình mua máy mà người ta tháo cái bố sới dục mất tiêu
khi mà các bạn về, các bạn sẽ mất thêm một cái số tiền nữa để mua cái bố sới đó nếu mà cái lúc mà xe máy bạn không cẩn thận. Nên quan tâm cái bố sới này. Còn cái nữa là khi mình xem cái động cơ thì cái quan trọng nhất là xem nó có đổ hơi hay không. Đó, tại vì khi mà đi xem động cơ nhiều khi nghe tiếng xong đúng không, trả giá, quên mất cái việc là lấy ống hơi ra để coi là xem nó có đổ hơi hay không. Thì cũng từng gặp một cái trường hợp như vậy. Và mình cảm thấy khó xử khi mà mình đã trả giá rồi nhưng mà quay lại xem nó có đổ hơi đó, thì rất khó là nó xử lý với cái người bán. Cái việc đổ hơi đó, nó rất là quan trọng, ảnh hưởng đến cái guộc máy bên trong rồi. Nên là mọi người phải xem kỹ cái phần đó. Và cũng như là nước, thì két nước nó hoạt động tốt hay không, két nước nó đang có vấn đề gì hay không, nó có đang bị bể mớp hay là như thế nào hay không. Mình dùng những cái đó mình có thể giảm giá một chút xíu so với cái giá mà cái người bán người ta đưa ra. Thì xem xong những phần đó mọi người lên máy, mình lái mình kiểm tra coi số nó như thế nào, qua da như thế nào, thắng như thế nào. Thắng thì có hai cái để quan tâm, nhất là khi mà thắng có vấn đề đối với 530 thì nó có hai cái lá bố trong đó. Đậu lâu một thời gian thì những cái phần bố mà nó nằm ở trên cái mặt dầu nó sẽ bị gớt xuống. Gớt xuống thì nó sẽ gớt xuống đây nè, cái đáy này nè. Gớt xuống thì nó sẽ tạo ra mạc, nó gớt xuống cái đáy này. Ở cái vị trí này nó có một cái lọc đít ở đây nè, nó dài khoảng bao dài. Rút cái này ra phải lấy từng cái miếng bố ra và cái mạc bố ra. Cái mạc bố ở trong này á, cái gì bên cái bố này á, nó trị giá là khoảng 2 triệu mấy á. Origin mình là 2 triệu mấy. Hai bên là cũng khá là đắt rồi. Hai bên nó mắc lắm. Hai bên là gần 5 triệu rồi, mình có thể là mình tốn thêm một khúc nữa. Nên mọi người khi mà mua máy hãy cẩn thận vấn đề đó, xem kỹ cái vấn đề đó. Rồi, kết thúc kiểm tra. Ngoại thất, động cơ, hộp số rồi có đổ hơi hay không các thứ. Rồi mình sẽ đi đến quyết định trả giá. Đó là một số cái mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người biết một cái quy trình mà chúng ta để có được một cái máy khi mà chúng ta có tiền thì nó sẽ như thế nào. Đây chỉ là những cái ý kiến cá nhân, những cái mà thực tế tôi đã trải qua. Thì anh em nào có thêm những cái ý như thế nào thì có chia sẻ cái comment bên dưới, chúng ta cùng nhau phát triển. Rồi đây là cái video này chia sẻ cho những người chưa biết. Nếu mà anh chị thấy ok, nếu mà thấy cái video này bổ ích thì hãy like và chia sẻ cho những người mà người ta cần biết đến. Và đăng ký cái kênh để mà theo dõi những cái video tiếp theo, những cái video review về máy móc, tất cả các loại máy móc từ Sonder, Kubota, Marseille, Saki, Yanma, MTZ các thứ đấy. Thì sẽ review và cũng như là chia sẻ những cái mà mình biết đến mọi người. Thì mình sẽ không chia sẻ sâu về tút bên trong, mình vẫn biết sâu về bên trong, từ cấu tạo vật liệu của động cơ nó như thế nào đó. Nhưng mà mình thấy những cái đó nó không cần thiết đối với mọi người. Mình chỉ quan tâm đến những cái bên ngoài thôi. Bên ngoài trước, từ bên trong khi mà sâu á, thì mình sẽ chia sẻ riêng đối với những người mà người ta thật sự cần á, thì mình sẽ chia sẻ những cái vấn đề đó. Còn bây giờ thì sẽ kết thúc cái video đây. Thì mọi người hãy đăng ký cái kênh và để theo dõi những cái video tiếp theo của cái kênh của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video sau, video về review và chia sẻ máy móc. Xin chào và hẹn gặp lại.